Nó làm tôi coi, cô tôi khoái coi này lắm á. Dạ giờ con sẽ diễn bài. À, liên quan tới bài, chuyên bài. Và bây giờ bé sẽ biểu diễn vai chiêu ảo thuật về bài. Giờ con có một bài bình thường. Ừ, con có một bộ bài bình thường. Bài lên. Giờ con có bài bình thường nha. Ồ. Này, bình thường nha. Cũng hay á. Giờ con mời cô thêm một nửa bộ bài qua đây. Chẻ một nửa bài qua đúng không? Giờ con mời cô thêm một lá qua đây. Một lá thôi đúng không? Lá nào cũng được hay phải lá ở trên? Để lá đây nè. À, ok, lấy qua. Con mời cô lấy một nửa qua đây. Một nửa của cái này hay là lấy hết? Một nửa luôn đi cô. Một nửa. Ta mới kêu cô đem một nửa qua đây, cái hỏi nửa hay lấy hết. Giờ cô đem một nửa qua đây, một nửa qua đây. Có 3 tụ rồi đó. Con mời cô. Giờ mời cô lấy một đá qua đây. Em rối nhẹ rồi đó. Mời cô lấy một nửa qua đây. Rồi 4 tụ rồi đó. Cô sẽ là con bài nha cô. Ừ. Vậy là con A. Đây. Nữa. 2 con mắt. 3 con mắt. 4 con mắt. Cái này là mình phải vô. Ê, cái này phải vô coi à. Không tin, làm lỡ. Giờ tôi xào nghe, từ từ để tôi xào. Rồi. Đó. Ừ, đó bài của con. Giờ rồi. Chú làm trò hết nha. Ừ, con không biết chú làm gì cũng được. Giờ con mời chú chọn một lá. Chú chọn một lá phải không? Ok. Chú chọn lá này. Cái nào lá đó nha. Đúng này chưa? Rồi. Coi chưa, coi chưa. Rồi, chú nhớ rồi. Giờ con bỏ bộ bài vào tránh. Chú coi mà nó hiểu tôi nhớ không? À. Bởi vậy. Nhớ lần nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, thì con bỏ bài tránh giữa nha. Bỏ tránh giữa nha. Rồi. Con tính vào cái. Rồi con đứng vào cái nào. Mà con bị lật ngựa đây, đây có phải con của chú không? Ủa làm kiểu gì vậy? Đợi chút làm kiểu gì vậy ta? Là có phải là nó không? Yes. Bây giờ tôi làm cái này cực quá. Bây giờ phải bắt Miu nè, 1, 2, 3. Rồi anh chia 4 tụ đó, 4 tụi mình đó. Giờ đó, giờ kêu Lê với đây. Dạ. Chia. Chú tức quá mày. Rồi. Em nhớ giùm anh một con trong này. Nhớ đi. Một con gì em? Dạ, rồi. Em... Rồi nhớ. Dạ rồi. Nhớ nha. Nhớ. Em nhớ rồi nha. Trong này có con của em hay không? Dạ không. Không. Trong này có con của em hay không? Dạ không luôn. Không. Vậy là này đúng không? Dạ. Là có, ok. Chuyện nhỏ. Bình tĩnh nha. Rồi. Trong này có con của em không? Dạ không. Thì chừng nào mà có con rồi thì mới thôi đó, hiểu không? Phải có con. Ừ, em bình tĩnh, em bình tĩnh. Trong này có con của em không? Dạ có. Có nha, rồi ok, chuyện nhỏ, không sao hết. Bình tĩnh nha, em bình tĩnh. Ê, đừng có làm tới sáng nay nha. Không, sắp có rồi, Bình tĩnh, bình tĩnh. Có con của em không? Dạ không. Không. Cái này có con của em không? Dạ có. Có. Con này đúng không? Đúng rồi. Xong.